Dạ, các bản tin nhanh 24/7. Zeta Yamaha X-Max 1.5 đời mới nhất được trang bị an toàn hơn. Yamaha X-Max 1.25 2018 có những trang bị an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, hệ thống chống trượt TCS. Thông tin từ phía nhà Yamaha cho biết, mẫu xe Taiga X-Max 1.5 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10 tới đây, dưới dạng là phiên bản năm 2018. Xe được thiết kế hướng tới cái sự linh hoạt và thân thiện với người dùng. Trang bị đáng chú ý nhất của Yamaha X-Max 1.5 2018 chính là hệ thống chống trượt bánh TCS. Hệ thống hoạt động nhờ cái cảm biến giám sát tốc độ của bánh sau. Khi xuất hiện hiện tượng xoay bánh xảy ra, TCS lập tức gửi tín hiệu để giám sát cái động năng truyền ra bánh sau, qua đó giúp giảm tối đa hiện tượng trượt bánh. Cụm đồng hồ của xe gồm hai đồng hồ analog hiển thị tốc độ, vòng tua và các thông số khác như lượng xăng, lượng tiêu thụ nhiên liệu, odo và nhiệt độ máy nằm ở màn hình LCD lớn nhất nằm ở giữa hai đồng hồ nói trên. Hệ thống chiếu sáng của chiếc X-Max 1.5 sử dụng toàn bộ bằng đèn LED. Phụ trách chiếu sáng chính là cụm đèn pha và đèn hậu đồi. Xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh và cổng sạc USB. Yamaha cho biết X-Max 1.5 có cốp để rất rộng, có thể để vừa hai mũ hiểm chùm kín đầu. Yamaha X-Max 1.5 sử dụng động cơ Alexander làm mát bằng nước với dung tích 124cc, sinh ra công suất tối đa 14 mã lực và mô men xoắn cực đại 12 Nm. Truyền động cho động cơ là hộp số vô cấp CVT Gecko Vibel. Vì là mẫu xe dành cho thị trường châu Âu nên công nghệ chống bó cứng phanh ABS là trang bị bắt buộc. Sử dụng cái cặp phanh 15 inch ở phía trước và 14 inch ở phía sau. Tiếp đến là bình xăng 13 lít, trọng lượng ước 175 kg, chiều cao yên ở mức khá cao 795 mm. Để phù hợp hơn với người dùng, Yamaha X-Max 1.5 được trang bị tay lái và kính chắn gió có thể điều chỉnh được độ cao. Ngoài ra, yên xe là 2 tầng là thiết kế được đánh giá khá cao khi mang lại cái sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách ngồi phía sau. Khi ra mắt vào tháng sau, khách hàng có thể lựa chọn cái mẫu X-Max 1.5 với 4 màu tùy chọn gồm đỏ, xanh, bạc và xám sậm. Mức giá bán cho chiếc Yamaha X-Max 1.25 có thể rơi vào khoảng 130 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại chi tiết. Nhớ like, share, subscribe.